tỷ chưa thấy lên. Rồi ok, chúng ta tiếp tục cái phần hôm trước chúng ta còn cù lại là cái phần sắc khinh nhu thích nghiệp với bốn sắc tứ tướng này, ba sắc biệt. Sắc khinh rupa lahuta, sắc khinh cái lahuta nhớ vị trà. Định nghĩa sắc khinh là cái sắc nhẹ nhàng như thân thể người sống, nhẹ nhàng hơn tử thi. Bốn ý nghĩa của sắc khinh là nhẹ nhàng, trừ nặng nề, có sắc nhẹ. Sắc khinh chỉ có một cái chi pháp thôi. Vậy thì mình nhớ khinh nhu thích nghiệp cho nó đi kèm với nhau. Sắc nhu, đây là khinh là nhẹ nhàng, tới nhu là nhu nhuyến đó, mềm mại. Thì nhu nó chính là rupa madhuta, madhuta. Sắc nhu là cái sắc mềm mại, như thân xác con người khỏe mạnh thì mềm mại. Trái lại như người đau bán thân bất toại hay tử thi thì nó cứng đơ đó, nó cứng đơ cứng đờ. Bốn ý nghĩa của sắc nhu á, nó là cách mềm, nó là bày trừ cái sự cứng sượng. Thành tựu là không có trở ngại trong cái công việc hoạt động đó, và có cái sắc mềm, cái nhân cần thiết. Khinh nhu tới thích nghiệp rupa kamanyata, kamanyata. Thích nghiệp là sắc vừa với việc làm, như bàn tay của người không đau bệnh co vào duỗi ra như ý muốn. Nó thích hợp với cái những cái hoạt động nghiệp, cái action. Trạng thái là cái cách vừa, trừ cách không vừa, cách lưu tồn lực lượng, có sắc thích nghiệp. Thì khinh nhu thích nghiệp, một số cái đều gọi là thích sự cũng được. Khinh nhu thích nghiệp thì nhờ có ba cái sắc này mà con người nó khác với robot. Nếu như mà robot mà nó có ba cái sắc này là chắc chắn nó sẽ giống y hệt người luôn, không khác gì chứ. Nó sẽ mềm, dịu, nhẹ nhàng, nhu nhuyến, hành động như ý muốn, không có cứng sượng bất kỳ một chỗ nào hết. Nhưng riêng chỉ có con người chúng ta có cái khinh nhu thích nghiệp này, chứ không có thể nào có robot đó. Là cái sự phân biệt nó như vậy. Ba cái sắc này là ba sắc rất là đặc biệt. Cái này nếu mà nữa sau này mình học bên thực tính pháp thì mình sẽ đi vô sâu hơn về các cái thực tính của từng cái con sắc một. Thì mỗi một cái con sắc như thế này không chắc là nó sẽ có thực tính đâu, hay là nó có tồn tại hay không thì chưa biết. Sắc tứ tướng này lakkhana rupa, sắc tứ tướng là bốn cái tướng trạng của sắc. Sắc tứ tướng gọi là bốn tướng trạng của sắc. Bốn tướng trạng của sắc được xếp chung một nhóm gọi là nhắc là sắc tứ tướng nha. Lakkhana rupa. Định nghĩa sắc tứ tướng là trạng thái sanh trụ diệt của sắc pháp. Sắc tứ tướng là trạng thái sanh trụ diệt của sắc pháp. Thì nó có bốn loại tứ tướng mà, bốn tướng. Thứ nhất là sắc sanh, thứ hai sắc tiếng, thứ ba sắc dị hay sắc lão mại đó, sắc già, và cuối cùng là sắc diệt hay sắc vô thường. Sanh tiếng dị diệt là bốn cái sắc của sắc tứ tướng lakkhana rupa. Đây có giải thích một xíu gì hữu quán sắc, nội sắc, vật sắc, môn sắc, căn quyền sắc, thân cận hữu đối sắc, thủ sắc, hữu kiến sắc, thu cảnh sắc, sắc bất ly, vân vân. Thì ở trong đây là toàn thuộc kiểu chuyên ngành hết, thì mình lướt qua thì mình chỉ đọc mình cho hiểu thôi, chứ mình đi vô sâu thì mình chưa đi. Ở trong đây có nói tới sắc bất ly, sắc bất ly một xíu. Mình sẽ gặp nhiều ở sắc bất ly. Sắc bất ly là không có là rời ra các cái nhóm này, là nhóm nó dính với nhau. Nó gần là tứ đại nè, sắc cảnh sắc, cảnh hình ký, cảnh vị, cảnh vật thực,
và tám cái sắc này luôn luôn có mặt ở trong các cái sắc. 20 sắc còn lại là sắc hữu ly sắc, còn sắc bất ly sắc tức là sắc không có buông ra được, không có rời ra được, nó dính cùng với nhau đó, là 8 sắc này cùng với nhau. Có cái đó là cái nhiều. Rồi cái quan trọng nữa là 4 nhân sinh ra sắc, đó là nghiệp, nó là tâm, nó là khí tiết, là vật thực. Cái này quan trọng nha, cái này quan trọng, cho nên là quý vị nhớ về 4 cái nhân sinh ra sắc, giống như cái chuyện mình nhớ 4 nhân sinh ra tâm vậy đó. Tôi đang cố gắng tôi chụp cái màn hình lại để tôi gửi, nhưng mà nó bất khả thi. Tôi đang mở một phần mềm khác tôi gửi cho quý vị. Đấy là các cái nhân sanh ra sắc, thì nghiệp tâm âm dương vật thực, nghiệp tâm âm dương vật thực, hay nghiệp tâm khí tiết vật thực, khí tiết cũng được, thời tiết cũng được, âm dương cũng được. Trong đó 4 cái nhân này được chia rất là kỹ ha, là thằng sắc nào thì được sanh ra bởi thằng nào nha. Nghiệp nó tạo ra 18 sắc nè, nó góp phần sanh ra 18 sắc. Nó bao gồm 8 sắc bất ly, 8 sắc bất ly, 5 thằng kinh, 1 sắc giao giới, 1 sắc mạng quyền, 2 sắc tính, 1 sắc ký vật. Sắc tính là sắc giới tính đó nha. Nghiệp nó tạo ra cái đó nha. Rồi tâm nó tạo ra 15 sắc, 8 bất ly, 1 cảnh thinh, 1 sắc giao giới, 3 sắc đặc biệt, 2 sắc biểu tri. Vậy thì tâm nó sẽ tạo ra sắc biểu tri. Tâm nó không có tạo ra được sắc tính nha. Âm dương tức là thời tiết khí tiết nó tạo 18 sắc, bao gồm 8 bất ly, 1 sắc cảnh thinh, 1 sắc giao giới, 3 sắc đặc biệt. Vậy thì âm dương rất là thời tiết nó cũng không tạo ra được sắc giới tính nha. Vật thực được tạo thành bởi vật thực tạo thành 12 loại sắc là 8 bất ly, sắc giao giới, 3 sắc đặc biệt. Vật thực cũng không có tạo thành được sắc giới tính nha. Rồi tâm, khí tiết, vật thực cũng không có tạo thành được sắc mạng quyền nha. Tâm, rồi khí tiết, rồi vật thực cũng không tạo thành được sắc ý vật nha. Rồi mình đã phân biệt ra để mình biết cái thằng nào do cái thằng nào nó tạo ra, bọn nào do bọn nào tạo ra. Cái này nó quan trọng đó, để lý giải nhiều vấn đề về sau này nữa. Ngoài trên 8 sắc bất ly là do hé trái đám đó nó tạo ra hết. Này, nhớ cái này giúp. Đó là mình kết thúc hết cái chuỗi cái bọn sắc rồi đó quý vị. Quý vị gán cuộc dùm về tâm, rồi về tánh, rồi về sắc nha, là xem như là được 3/4 rồi. Còn lại 1/4 thôi. 1/4 này mình học khó mà biết được, nó quá thù thắng cao diệu so với cái khả năng của mình. Tuy nhiên mình chỉ tìm qua lý thuyết để mình biết sơ lược, còn mà thiệt sự nó như thế nào về cái gọi là niết bàn thì chắc là mình phải chờ đợi đến một ngày đẹp trời khi ánh bình minh ló trên rừng rặng cây thì đắc niết bàn thì biết nha. Đó là chúng ta qua cái phần niết bàn là niết bàn ná. Niết bàn thì rất ít cái tài liệu, rất là ít cái tài liệu nó nói về niết bàn, bởi vì không ai dám nói niết bàn chứ á. Tại vì có ai chứng đắc được niết bàn đâu, nói niết bàn, nói về những cái vấn đề nó bình thường, nó trong tự nhiên, trong xã hội đã là rất khó, rất độ siêu thế rồi, huống hồ chỉ nói đến cái trạng thái mà người đó chưa từng có được.
kinh tật này cái kia nọ cũng chỉ mô tả ra một ít thôi. Sắc K4 là ủa có những sắc không à, sắc nào không do bốn cái này sanh là sắc nào, nó gộp hết rồi chứ. Sắc giới tính là do nghiệp sanh đó, mấy hồi nãy có nói đó. Sắc giới tính là do nghiệp sanh, nó nằm hàng đầu tiên trong phần A trước sắc ý vật à, hai sắc tính đó là sắc giới tính là do nghiệp sanh à. Mạng quyền giới tính ý vật ha, mạng quyền giới tính ý vật là do nghiệp sanh. Ba cái đó rất là quan trọng, ba cái đó nó quyết định nhiều thứ lắm quý vị. Mình nói rằng á là cái cuộc sống này đó nó có cái số phận, nó có cái định số, cái thọ mạng con người nó cũng có cái định số vân 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 á. Chúng ta không có đồng ý về những cái gọi là mệnh số vân vân, là ở cái góc độ xã hội, tức là cái góc độ hoạt động các cái nghiệp, cái karma đó, các cái diễn hoạt của tâm, sự lựa chọn của ta vân vân à. Nhưng mà có những cái thứ vốn dĩ nó có định số nha, nó có định số, là cái định số nó được hiểu theo quan niệm Phật học là kết quả của nghiệp đã được tạo tác trước đây. Và dĩ nhiên kết quả tạo tác của nghiệp trước đây thì nó bị cản trở, nó bị phát triển hoặc là nó bị đoạn diệt bởi những cái nghiệp ở trong cái đời này. Mà cái nghiệp đó phải là cái nghiệp mà nó sinh ra cái quả nghiệp đó, upakha, nó lớn hơn cái nghiệp do cái nghiệp phía trước sinh khởi. Nói như vậy nghĩa là cái gì? Nghĩa là vốn dĩ cái sắc mạng quyền do nghiệp sanh trong quá trình tái tục với tâm ba tí sanh thí đó là nó đã có giới hạn về tuổi rồi, tức là thọ mạng đó. Chứ là nếu như du sinh ra với một cái nghiệp cái nghiệp từ đời trước qua đời này đó, thì cái sắc mạng quyền nó chỉ có bao nhiêu đó thì nó chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, nó không thêm được nữa. Nhưng mà cái mà nếu mà chúng ta thấy thay đổi được cái thọ mạng của cái đời này, thêm thắt được hoặc bớt đi được vân á, thì đó là do những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện ở đời này nó mạnh hơn, nó lớn hơn và nó cắt ngang hoặc nó trợ hoặc là nó đoạn cái nghiệp do cái nghiệp quá khứ sanh khởi trong quá trình tái tục. Dạ đúng rồi, chỉ kéo thôi thúc và chuẩn lại, chính xác. Thì cái đó là cái mình phải hiểu, tức là khi mà một cái người người ta dính vô trong một cái tư tưởng là có số phận, có định số, có này có kia đó, thì ở một cái góc độ nào đó đó, ở Phật học có lý giải rất là rõ ràng về cái chuyện đó, chứ không phải là không có nha. Chính xác rồi đó. Thì mỗi một cái người sẽ có cái thọ mạng á, khi mà cái tái tục thì cũng có cái thọ mạng. Chính xác, họ có cái thọ mạng nhất định như vậy. Nó có cái quy luật của nó. Rồi, mình vô niết bàn nha. Rồi, tất cả mọi người chuẩn bị thắt dây an toàn vô niết bàn. Rồi, niết bàn là pháp chơn đế tuyệt đối à, tuyệt đối hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng à, chân đế tuyệt đối hoàn toàn vắng lặng, siêu thế viên tịch à, viên tịch
cái từ viên tịch đó mình dùng nó hay bị sai. Từ viên tịch là chết một cách viên mãn á, thì thật ra một cái vị sư nào chết cái mình nói vị đó đã viên tịch đó, thì tại vì mình thương cái vị đó quá đó, mình dùng cái từ viên tịch cho cái vị đó, chứ mình không biết cái vị đó đã chứng đắc niết bàn đâu, mình nói vị đó viên tịch. Viên tịch cái từ gốc của nó là cái sự chết viên mãn đó đó, nó vốn dĩ nó bị biến nghĩa rồi. Bây giờ từ viên tịch cái mọi người nghĩ viên tịch là chết rồi, viên tịch là chết rồi, thì sai rồi ha. Chết thì chỉ có tịch thôi, bây giờ vị sư tịch đi đó thì nó đúng, chứ mà viên tịch thì nó không có đúng. Cũng gọi là chân không, vì không có cái hữu vi. Cũng gọi là diệu hữu, vì có cái không vi, có cái không đó là có cái vô vi. Trạng thái của niết bàn là trạng thái vắng lặng tuyệt đối. Phần sự niết bàn là làm cho hết sinh diệt, không còn trạng thái sinh diệt nữa, vô sanh này đó. Hễ mà vô sanh đó thì tất nhiên là sẽ không thể nào diệt được. Cái gì mà còn sanh thì còn diệt, mà vô sanh thì không có diệt. Thành quả là không có hiện tượng chi cả. Cái cùng mình tu đó là để mình không có cái hiện tượng chi cả. Mình nói cái này đó, cái nhiều người á sẽ bất mãn cuộc đời. Trời ơi, ta tu muốn chết cuối cùng đã không còn cái gì cả. Vậy thì hiểu như thế nào về cái chuyện này? Hiểu như thế nào về chuyện này cho chính mình? Cái sự giải thích cho chính mình á, hoặc là cái sự giải thích cho người khác khi người ta hỏi mình á, mày tu cho lắm cuối cùng mày không còn cái gì hết thì mày tu làm cái gì? Đó, thì quý vị sẽ trả lời ra mần sao. Mà có khi nào quý vị tự đặt câu hỏi như vậy cho mình không? Sao mình tu cho lắm cuối cùng còn gì hết, niết bàn là không còn gì chân, chết tuyệt đối luôn á. Bình thường là mình chết là tương đối thôi, mình chết rồi cái mình đi tiếp nữa, hết đời này tới đời khác, hết hình con người này tới con vật khác, hết cái con dòi con bò con sâu con rắn con rít này chuyển thành con ma đối khác. Nhưng mà vô niết bàn rồi là không còn cơ hội đó, vô niết bàn rồi chết rất là sạch sẽ luôn. Suy nghĩ đi chút xíu trả lời nha. Trạng thái niết bàn là hoàn toàn vắng lặng rồi ha. Phân tích chi pháp niết bàn thì chỉ có một thôi, nhưng mà nó có ba cái nhân để mình chứng đắc vô tướng vô nguyện chân không, nghĩa là không vô tướng vô dục đó. Vô tướng là không có hình tướng, vô nguyện tức là không còn ước muốn nữa hết, chân không là không có gì hết. Nó hai loại, hai phân theo hai sự việc, đó là hữu duy niết bàn và vô duy niết bàn. Phân theo ba cái sự kiện, đó là phiền não niết bàn, ngũ uẩn niết bàn và xá lợi niết bàn. Trời ơi, tôi chết hết cũng còn gì hết nhà mà tu quá trời. Còn luân hồi là còn khổ mà. Đắc niết bàn là không còn luân hồi nữa. Dạ đúng rồi, đắc niết bàn còn không còn luân hồi nữa, không còn sanh nữa, không còn tử nữa. Khi người ta sẽ đặt ra cái câu hỏi cho mình tiếp á, là sao á mà sao không có để luân hồi mà cho nó sướng đi, nó đừng có khổ. Thấy bây giờ luân hồi mà vô những cái chỗ giàu sang thông sướng gần chết. Ví dụ giờ mình luân hồi mình lên cõi trời nè, nếu mà tệ quá thôi mình luân hồi mình về, ví dụ như làm con trai của nữ là hoàng Elizabeth chẳng hạn, hoặc là làm cái gì đó trong hoàng tộc nè, vân vân các kiểu. Sao mình luân hồi chỗ đó cho nó sướng, mình tu vô mấy cái chỗ đó nó còn dễ hơn cái chuyện mình tu vô niết bàn nhiều đó. Rồi mình nói làm sao? Trời, nói sao hồi mọi người nhắn lên hỏi sao tu vô mấy chỗ đó khổ đi với bàn luôn.
Ôi Chúa ơi. Có ai còn nhu cầu nữa không? Ok. Trời, cô bé nhỏ tuổi tỷ tỷ xem có muốn vô đó không? Sở dĩ mà chúng ta nói một cách nó rất là hiệp thế phàm phu như vừa rồi là ôi thôi mình lên tuổi trời nè, hay là mình sanh vô chỗ này chỗ kia cho nó sướng, mình tu vô cái đó nó dễ, thì thiệt sự tu vô đó nó dễ dữ lắm, nó dễ kinh khủng luôn và nó cũng dễ chết luôn. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta mới hiểu được cái gọi là khổ dukkha, khổ uẩn, một nhóm các sự khổ nó đi kèm với nhau. Mà các cái nhóm sự khổ đi kèm với nhau, khi chúng sanh còn luân hồi là còn khổ, cho dù du vô ở trong cái cõi giới nào, cho dù du vô ở trong một cái thân phận nào đi chăng nữa thì du vẫn còn khổ. Còn thân là khổ, còn tâm là khổ, còn thân tâm là khổ, không có cách nào mà nó thoát hết trơn á. Nếu như một người mà đã từng trải nghiệm về sự khổ từ vi tế cho đến thô thiển thì người ta sẽ hiểu ngay, người ta sẽ chán cái cuộc đời này ghê lắm, thấm thoát thôi đưa quay qua quay lại. Vậy mà một con người nhỏ bé ngày xưa quần kéo tới vú đi vòng vòng, bây giờ đã già rồi sắp chết rất là nhanh, cuộc đời giống như một gang tay thoáng qua như vậy đó. Đối với con người sống trăm năm mà nó còn nhanh như vậy thì huống hồ chi những con vật con này con kia mà nó sống rất là mau chóng. Rồi bắt đầu mình sẽ so sánh với chư thiên nơi cõi trời sống thọ mạng dài lâu bền bỉ. Thời đối với con người trăm năm so với con thú 3 tháng chúng ta nó còn thấy nhanh như vậy, thì thọ mạng của một cái loài trời, một cái chư thiên, một cái phạm thiên nào đó đối với họ nó cũng nhanh trong gang tấc như vậy. Tức là cái sự khao khát sinh hữu, cái sự khao khát thỏa mãn tham ái của mình nó rất là lớn. Chính sự khao khát đó làm cho mình khổ, cho dù mình ở đâu, ở cõi trời nó có nhiều phước, đúng thiệt nó có nhiều phước, nó không có phải đau khổ, nó ăn sung mặc sướng, nhưng cái sự khát khao đó của nó rất là lớn. Sự khát khao thỏa mãn đó là nó có hết trong tam giới, bởi vì trong tam giới đều phải có tham, đều phải có sân, đều phải có si hết. Sự không hiểu biết nè, sự hòa hờn giận oán ghét không mong muốn, gọi là cái tâm gợi lên cái sự ác cảm trước những điều bất tịnh tướng của tâm sân là có, sự tham đắm muốn và không được là có. Những chư thiên đâu phải lúc nào cũng sung sướng đâu quý vị, tới cái lúc mà họ gần cận tử lâm chung họ sợ dữ lắm, họ sợ kinh điện lắm. Khi mà họ thấy là nóng cái ghế của họ nè, họ thấy mà ra mồ hôi ha, họ thấy nhan sắc họ bắt đầu úa tàn là họ cực kỳ sợ luôn. Nếu mà quý vị có nghe những cái clip pháp thoại
gần đây cái sư nào cũng có giảng rất là kỹ về cái chuyện đó. Rồi khi mà các cõi trời, các chư thiên, các phẩm thiên ở cõi trời mà tái tục xuống thì cũng không biết được sẽ về đâu đâu. Cái cơ hội để về xuất phát điểm ban đầu nó cao dữ lắm. Xuất phát điểm ban đầu là ở đâu? Xin thưa, xuất phát điểm ban đầu là ở cái tầng đầu tiên của ngũ lục đạo luân hồi, đó là địa ngục. Đó là cái nơi mà nó chứa hết tất cả mọi thứ. Thì sự luân hồi nó sẽ chuyển dời đó. Và nếu như mình học bên Abhidhamma thì mình biết rồi. Mình tu thì mình tu, chứ đừng có tưởng mình tu là mình về được. Cái chuyện mình tu mình về được cái cõi giới nào đó, nó hội tụ nhiều chuyện kinh khủng khiếp dã man lắm. Ví dụ 10 điểm thì về Niết Bàn, mà mình muốn về cõi nào đó thì cỡ cũng 8 điểm rồi, chứ không phải là 2 điểm đâu. Vì sao vậy? Vì cái lộ tâm của mình trong cái thời cận tử khó để nói được điều gì. Một thời có những cái vị là cái đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật giảng dạy chỉ dẫn từng chút một, có sự tu tập tinh tấn miên mật ấy, vậy mà chết ngẫm củ tỏi còn về làm súc sanh, còn về làm địa ngục, cõi địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Chúng ta khó để mà nói là mình muốn về đâu là về đó lắm. Cái đó nói chơi vui được, chứ thiệt thì không phải gì xảy ra. Khi mà mình nếm trải được cái khổ của vòng luân hồi rồi thì mình khởi lên cái chán. Trời ơi, nó chán dữ lắm. Sáng mở mắt ra thấy cái thân cấu uế, thấy cái tâm nó dơ bẩn là thấy mắt mệt rồi. Làm biết thế nào ngày này đó, mình cũng ôm một đống nghiệp bất thiện, nghiệp thiện thì không có bao nhiêu ở trên. Mà mình ôm cái đó là mình đi tiếp với nó, mình ôm cái đó mình đi tiếp với nó. Đó là luân chuyển hầu quy, nó cứ xà quần như vậy đó. Khi mà mình thấy được cái trạng đáy đó thiệt sự rồi thì mình chán dữ lắm. Nó trong cái tầng tuệ quán, cái tuệ nhàm chán danh sắc đó. Mà mình thấy được cái sự nhàm chán danh sắc đó rồi thì không bao giờ mình muốn gớt vô trong một cái cõi nào mà có thân có tâm, một có thân lẫn có tâm hết trơn. Nó trợ nó khổ dữ lắm. Thì mình chỉ có một cái ao ước, một cái nguyện cầu là làm sao mà nó bập một cái, nó không có còn quay trở lại đâu nữa hết đó. Cái đó mới là trạng thái mình nó sướng nhất trong cái cõi đời này, mà nó sướng nhất mà một cái người mà hiểu được khổ rồi người ta mong muốn. Còn khi mà mình chưa có hiểu khổ đó thì mình cứ muốn khổ. Chúng sanh sống trong khổ mà tưởng là lạ. Đó là một trong những cái chi của vô minh. Cho nên phải cẩn thận. Tôi biết đâu lúc đó là sẽ có những cái ý niệm đó khởi lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị biết rằng là cái tâm tham ái nó còn rất là nhiều. Trong cái vòng thập nhị duyên khởi nó là sinh hữu đó. Nó tồn tại, nó lôi kéo, nó tạo ra cái sự khao khát thúc bách để mọi người có thể luân hồi tiếp tục. Ok, luân thì luân, nhưng mà nhớ là mình có cái đích đến. Đi đâu thì đây, mà nhớ mình có chỗ để về, vậy là được. Còn mình đi mình quên mất cái chỗ về là mình không có cơ hội mình về. Mình đi mãi mãi, mình đi luôn luôn luôn. Cho nên quý vị nhớ, mừng cái gì mừng, mình có cái đích đến. Đi vòng vòng rồi cũng phải đi về. Cái thiệt sự mà ngồi mà quan sát lại mình, cho dù cái lúc mà mình khỏe nhất, mình sướng nhất, mình thành tựu nhất, thì nó cũng đầy dẫy cái sự khổ luôn. Sự bất tội ý đầy hết trong mỗi một cái ngày mình sống đó. Dĩ nhiên giờ mình chưa có phải là phẩm thiên, chư thiên hay là con của nữ hoàng Elizabeth thì mình sẽ không có thể cảm nhận được cái điều đó một cách trực tiếp, thể nghiệm nó chân thực. Nhưng mà bằng cái sự thể nghiệm vi tế của thiền tập thì chúng ta biết rõ, thấy rõ, dù cho chúng ta ở đâu, cõi nào thì khi còn mang thân, còn mang tâm, nó thô hay nó tế thì nó cũng có những cái bất tội ý kiểu đó. Trong bát chi khổ nó chia làm hai phần đó. Một phần là cái khổ tất yếu, cái khổ tất yếu không có thể nào thoát được là sinh lão bệnh tử. Một cái phần là cái khổ có khổ tùy thuộc vào từng đối tượng, cái khổ cá biệt đó, quy sĩ xã đức khá đó. Thì mỗi một cái đối tượng cá biệt khác nhau sẽ có cái khổ khác nhau, thì không ai né được cái đó hết đó. Rồi cái đó chính là cái mà khi mà mình tu tập mình ngại lắm, mình sợ lắm và mình né nó dữ lắm. Cho nên mình ước ao, mình khát khao, mình mong muốn là nó không có còn luôn.
chứ khỏi có cần phải là nó còn trạng thái này hay trạng thái khác, vì còn trạng thái đó là còn khổ. Đó, các pháp hữu vi đều là khổ hết, không có tránh được cái nào cả. Đó, thì khi mà nếu như có một cái ai nó mà người ta lập luận, người ta nói với mình như vậy, thời mình biết được rằng người này chưa có hiểu được cái khổ một cách thô thiển thôi cũng chưa có hiểu luôn, vẫn còn rất là dính mắc trong cái ái luyến của cuộc sống hưởng thụ. Người như vậy thì rất là khó đi xa trên cái con đường tu tiến, bởi vì họ chưa có cái tuệ nhàm chán, họ còn rất là ao ước cái nọ, ao ước cái kia, thì khó để mà họ đi xa lắm. Đó là cái nhắc nhở người và nhắc nhở mình để mà mình cố gắng nhiều hơn. Đó là chúng ta đang đi vào niết bàn rồi đó. Rồi là chúng ta đi vô niết bàn là chúng ta hết rồi đó quý vị, chúng ta không còn chi cả. Chúng ta kết thúc các pháp siêu lý rồi đó, bốn pháp siêu lý là hết. Rồi quý vị có đặt câu hỏi gì không? Quý vị đặt câu hỏi đi. Mình học rồi là mình học khái niệm thôi chị, mình học khái niệm thôi chứ mình chưa có vô. Ở đây mấy đứa nhỏ, có những đứa nó cũng chỉ học sơ qua tài năng cộng với một cái tiết bổ trợ, ví dụ như nó học nó lựa học triết học Phật giáo, hoặc là lựa học siêu lý tiểu học, hoặc là nó lựa học duyên bách thanh ná, hoặc là nó lựa mahasati bách thanh ná, làm một cái môn nào đó, thì nó học rồi xong rồi nó cũng thấy không có hiểu gì hết, không có tác dụng gì hết, thế là nó buông ra, nó không thèm học môn bổ trợ, nó học không hiểu chi cả. Cái mấy đứa mà nó học lâu năm rồi đó, nó mới nói thầu ta học biết bao lâu tao cũng có hiểu chi đâu. Cho nên mình đừng có nghĩ mình chỉ học ở show cái là mình sẽ hiểu, nó còn xa lắm. Thì khi mà mình học mình nó đủ nhiều ở đây ấy, tức là nó có cái hệ thống á, thì mình liên kết được cái hệ thống đó từ từ đó, cái mình sẽ thấy được cái giá trị của nó. Chứ khi mà mình mới vô á, mình khó lắm. Cái thứ nhất khó đó là khó nhớ. Hồi trước á, quen học với cái hình thức á là hiểu thì mới thuộc. Khi mà tôi hiểu rồi tôi mới thuộc đó, tôi bay qua bên mà tôi học siêu lý, trời ơi nó cực khổ, nó gian truân, nó đau đớn. Cho nên bây giờ phải tập cho cái đám nhỏ lại một cái phương pháp học là trước tiên tôi thuộc dùm cái, không cần phải hiểu đâu. Nói như vậy ha, để đó đi con, nửa giải thích sao, giờ thuộc cái bản nêu trước đã. Trả bản yêu, dính vô đó, chỗ đó, phải cái đó, như vậy đó. Ok, thuộc hết toàn bộ bản yêu đi. Rồi bắt đầu vô học lại, giải thích từng cái thuật ngữ một. Trời ơi, nó hiểu nhanh cực kỳ luôn. Nó nhanh cực kỳ nhanh luôn. À, thì ra là vậy, chỗ này ghi như vậy là như vậy. Hồi trước mình học đó, mình dò xem bản yêu đó, mình đâu có chịu thuộc đâu. Dạ. Cái lương tâm của mình luôn luôn nói rằng là hầu tôi phải hiểu được chứ, đi học gì là học vẹt, học gì cũng hiểu hết chứ sao được. Cho nên mình học cái bản yêu nó lâu như quỷ vậy đó, học hoài học không thuộc, bởi vì mình tự làm cho mình trở thành một chướng ngại. Cho nên cái nền ban đầu của cái sự học cần đó là cái học vẹt, là cái học thuộc trước, rồi sau đó hiểu cái thuộc đó, nó trở thành huyền nhiệm. Mình không có hiểu nhưng vậy thì ít nhất mình cũng phải thuộc được. Còn nếu như mình quen với cái cách học hồi trước đó, thì ai mà hồi trước mà mình tự học nhiều, tự mò mẫm rồi đó, thì hầu như mình luôn luôn nghĩ trong đầu là mình phải thuộc, rồi mình phải hiểu rồi mình mới thuộc. Thì cái đó nó một cái cản trở rất lớn cho mình. Đang tập với đám nhỏ thấy nhiều cái sự tiến bộ thay đổi rõ. Tại vì hồi xưa mình học 8 cái tâm bất thiện, 8 cái tâm tham đó,
học tiếng Bali học 3 tháng trời chưa thuộc, thì giờ ít nhất là tụi nó học có một buổi một lớp thuộc hết trơn 8% đó rồi. Thì khi các bạn trẻ bây giờ các bạn nhờ chắc uống sữa nhiều DHA nên là nhanh thuộc. Cũng như vậy, với những cái kiến thức mới thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta nhớ cái khái niệm chưa. Rồi dĩ nhiên là nó chán rồi, tôi biết nó chán dữ lắm, mà lúc đó tôi học vô nó cũng chán dữ lắm. Lên đọc vô không biết nói cái gì, nghiên cứu làm sao nó xài ra gì đó thì nó chán lắm. Nhưng mà từ từ khi mà mình góp là nó có được một số vốn nho nhỏ rồi mình đi buôn á, được rồi bắt đầu mình mới thấy nó có lời. Còn giờ mình chưa thấy nó có lời thôi, mình cố gắng thêm. Mà tôi nghĩ là học Abhidhamma đó là nó phù hợp với người trí thức lắm rồi đó. Chứ mà chúng ta học kinh thì nó giống như gãy ngứa vậy thôi. Bây giờ mình bị cùi đó, xong rồi mình giơ cái tay vô ngọn lửa cái mình thấy nó nóng lên, nó đau, nó hết đau, nó sướng lắm. Thì giống như vậy, thì giống như gãy ngứa thôi, không giải quyết được vấn đề. Người trí thì có nhiều cái sự học thức liên quan tới tri thức khoa học, liên quan tới cái học thiệt thế. Thì sấn vô mà đi vô siêu lý Abhidhamma thì nó rất là sâu và nó giải quyết nhiều cái bài toán tối hậu người. Ok, quý vị sẽ xin câu hỏi nha. Ta hết cái đó rồi đó rồi. Về sau thì chúng ta sẽ đi vào trong cái bộ đầu đề tam của Thomas Sanghani, là bộ pháp tụ đó. Chúng ta vô đó rồi tôi lại nói về toán rồi đó quý vị. Tôi nói toán thì tôi sẽ nói ít toán xuống, thì tôi chắc là cũng có bệnh nghề nghiệp cho nên tôi sẽ nói dính hơi toán một tí. Vâng ạ, thì cứ gửi đi, nào biết thì trả lời, nào không biết thì tra cứu lại. Có nhiều chữ tra cũng có để tra luôn nữa. Butazon cái cõi Phật, cái cõi chư Phật, cái này để sẽ tra lại. Không biết cái từ Buddhagon thì nó chuyển ngữ của cái từ nào trong Bali. Buddha thì chắc là Buddha rồi đó. Chư Hoằng Pháp. Vâng, khi mà đọc sẽ thấy cái chỗ này sẽ gửi lên cho Tiểu Tỷ. Buddhagon, khu vực Hoằng Pháp của một vị Phật. Hình như là cấp này corona quá chị ơi, cho nên là người ta dẹp bớt rồi. Người ta sợ thiền xong nhập niết bàn hết, bỏ chúng sanh lại ai lo. Trong cái quyển siêu lý giáo trình siêu lý trung học thì tôi nhớ là tôi lướt qua một lục, tôi nhớ có đó, thì để tôi tra cứu lại để cái bên đó tôi gửi lên có đó, nó có hết á, người cõi giới vậy đó.
cái Buddha Zone là cái không gian hoằng pháp của một vị Phật. Tức là trong kinh ấy có những cái chỗ nó nói đó là khi mà ngài giảng pháp thì cái âm thanh á nó sẽ tới đâu, rồi cái à tôi nhớ rồi, tôi nhớ tôi có đọc cái chỗ đó ở chỗ nào, tôi sẽ đi kiếm lại cho. Tôi có đọc cái chỗ đó rồi, âm thanh thì nó vang tới đâu rồi mọi thứ là nó vang tới đâu đó. Thì nó có à rồi ở đây tôi đã gặp cái gì chờ cho người ta. Đó là cái trình bày phạm vi bị hoại đồng thời, phạm vi ảnh hưởng của một vị Phật chánh giác có ba. À, phạm vi vị Phật chánh giác có ba. À, nó có ba phạm vi. Thứ nhất là phạm vi sanh. À, phạm vi sanh nó là jati khata. Cái thứ hai á là phạm vi uy đức. Phạm vi uy đức thì nó là anakata. Thứ ba là phạm vi tuệ tánh. Tuệ tánh thì nó là visaya khetta. Này có mấy chữ gạch đầu gạch đít chấm thôi, tôi đánh không có được thôi, tôi để nguyên vậy thôi. Thì cái phạm vi sanh á là phạm vi được xác định bằng 10.000 vũ trụ. 10.000 vũ trụ là trong cái phạm vi sanh. Khi Bồ Tát tái tục vào thai mẫu, khi đản sanh, khi chứng quả giác ngộ thành bậc chánh đẳng giác, khi niết bàn, thì 10.000 vũ trụ, 10.000 thế giới rung động chuyển mình, nó gọi là phạm vi sanh. Jatiketa, đúng rồi đó, Jatiketa. Phạm vi y đức là phạm vi được xác định bằng 100.000 koti vũ trụ. 100.000 koti vũ trụ. Oai lực của những bài kinh hộ trì Baritta, những bài kinh này khi được phân giải trị tụng thì ảnh hưởng lên 100.000 koti vũ trụ, thì nó được gọi là phạm vi uy đức anakheta. Có gạch đầu ana đó, chữ n có chấm đích. Phạm vi tuệ tánh là phạm vi được xác định bởi vô lượng thế giới anatta lukha thatu, không có chỗ cùng tận. Trí tuệ của Phật toàn giác khi ấy có nơi khi trí tuệ của Phật toàn tri giác ấy không có nơi cùng tận, chắc chắn quán xét cùng khắp vô lượng thế giới, đó gọi là phạm vi tuệ tánh visaya khata. Trong ba loại phạm vi ảnh hưởng này, khi phạm vi uy đức 100.000 vũ trụ bị hoại thì phạm vi sanh cũng bị hoại theo. Phạm vi uy đức và phạm vi sanh khi bị hoại thì cùng hoại, khi đến thời hình thành thì cùng hình thành. Còn đối với phạm vi tuệ tánh ấy không cùng một lượt, sự tiêu hoại hay sự hình thành cũng thế, mỗi lần diễn tiến không đồng bộ mà lại diễn tiến theo luân phiên. Đó là cái này. Dĩ nhiên là tôi sấn nghe tôi đây tôi nói cho quý vị thì nó là bao gồm cái khái niệm về vũ trụ, rồi koti vũ trụ vân đó, thì cái đó là ở phía trước mới có định nghĩa thì từng cái hạng mục đó hết rồi. Cho nên là trong cái quyển đó gọi là siêu lý trung học ha, thì nó có hết, tôi nhớ là nó có từng cái một như vậy đó. Thì mình đọc mình kết hợp lại rồi mình ra. Khét tá chứ không. Chắc là vậy rồi đó.
Như khi mà chúng ta không có sinh được vào trong cái thời kỳ Đức Phật thì đó là một cái điều mà nó thiệt thòi dữ lắm quý vị. Có những thứ mình thấy trời ơi, mình muốn hỏi dữ lắm luôn, hỏi cái đó thì nó rõ ràng ra đó, mà còn ai đâu để trả lời cho mình, còn ai đâu mà có đủ năng lực để có thể hiểu biết được điều đó, nó khó dữ lắm. Thì tiếc nha, cho nên thôi mình gắng tu tới thời mét xây giá ra đó rồi đi kiếm ông hỏi cho đã. Anh ná là chữ a gạch đầu, chữ na gạch đầu, chữ n chấm đích. Còn cái chữ quý thì không, cái chữ quý xá giá đó, quý xá giá thì không có gạch đâu hết, nó chỉ anh na là có gạch thôi. Cái phạm vi này là chắc là cái ron mà ngày cải canh ngày nói music ron. Thì nó còn một cái nguyên một cái hệ thống nó rất là nhiều ha, chứ không phải chỉ có nhiêu đó. Nguyên cái hệ thống này nó nhiều cái lắm, từ kiếp giải về kiếp, về từng cái thứ một, rồi cái sự trình bày cái cách chi tiết về sự hoại của vũ trụ do lửa, do gió, do nước, rồi thời kỳ hoại như thế nào, hình thành như thế nào vân đó, thì nó kỹ lắm. Cái vũ trụ luận, cái siêu lý trung học thì liên quan tới vũ trụ luận, thì cao học thì nó có cái nguyên tiểu học là những cái thứ mình đang học nè. Nên trong Phật học thì có hết, không có thiếu chi cả, chỉ có cái thiếu thời gian mình đọc thôi, mình học thôi. Lúc đã cái tháng à, đúng rồi, ok thì tốt quá rồi. Tại vì chắc là ngày chuyển thành ngày khởi canh, ngày chuyển thành tiếng Anh theo cách của ngài, cho nên là nó sẽ gọi một cái từ đó. Yeah, mình tra này, mình kiếm thì nó sẽ cũng ra. Ok thôi, bữa nay tới đây thôi.
Bữa sau thì chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ qua đầu đề tam. Trong phần cái đầu đề đó thì nói trước là cố gắng thuộc. Đầu đề là một cái hệ thống tiên đề mà Đức Phật trình bày, hệ thống tiên đề ha, y hệt như toán học, không có gì khác cả. Trước một cái không gian nào đó được hình thành, trước một cái học lý toán nào đó được hình thành, thì người ta hình thành theo cái cách tiên đề đó, thì y như vậy với tiên đề, nhưng mà nó khủng khiếp lắm. Thì bữa đó mình sẽ nói cái sự khủng khiếp đó của nó. Chỉ báo trước để mọi người chuẩn bị là nữa mình sẽ học tiên đề với cái hình thức là thuộc đầu đề đó, đầu đề tam, đầu đề nhị, hai cái hệ thống tiên đề rất lớn ở trong cái Phật học ở Đức Mạch. Thì bữa sau thì chúng ta sẽ nói về cái đó. Ngày nay dừng lại ở đây. Chúc quý vị có một cái tuần mới làm việc nhiều sự lợi lạc, hạnh phúc và thăng tiến.